Nghi phạm ám sát ông Trump bị truy tố tội danh về súng. Ron Wesley Routh, nghi phạm âm mưu ám sát ông Trump, bị truy tố cấp liên bang với hai tội danh về sở hữu súng. Nghi phạm Ron Wesley Routh, 58 tuổi, ngày 16 tháng 9 tính theo giờ của địa phương, trình diện tòa án liên bang tại West Palm Beach, bang Florida, trong trạng thái là bị còng tay. Routh bị truy tố tội danh là sở hữu súng, là người từng bị kết tội trọng án. Và về sở hữu súng bị xóa số series, ông ta đối mặt với 20 năm tù và với hai tội danh. Tuy nhiên, theo CNN thì quyết định đệ trình hai báo cáo chống lại. Theo CNN thì quyết định đệ trình hai cáo buộc chống lại Rao là có khả năng động thái ban đầu, cho phép giới chức tiếp tục giam người này trong bổ sung thêm các cáo buộc khác. Truyền thông của Mỹ cũng nhận định Rao có thể bị truy tố thêm tội danh với cáo buộc nghiêm trọng hơn khi mà các điều tra viên tiếp tục xem xét sự việc. Trong phiên trình diện diễn ra chỉ có vài phút thôi nhưng mà Rao tỏ ra khá là bình tĩnh, nói có một người con trai 25 tuổi. Khi được hỏi về thu nhập thì nghi phạm không trả lời là có tài sản tiền mặt mà có hai chiếc xe tải, trị giá khoảng 1.000 USD mỗi chiếc. Tại Hawaii thì Rao sẽ tiếp tục trình diện tòa án vào ngày 23 tháng 9 sắp tới. Các mật vụ bảo vệ ông Trump vào ngày 15 tháng 9 đã phát hiện nòng súng nhô ra khỏi hàng rào gần nơi mà ông chơi golf ở West Palm Beach, bang Florida, và nổ súng về phía nghi phạm Routh. Người này đã lái xe ô tô bỏ chạy và trước khi bị cảnh sát bắt tại hạt Martin lân cận. Nghi phạm Routh cũng đã từng bày tỏ ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột cùng với Nga. Người này tuyên bố sẽ sẵn sàng tới Ukraine để tình nguyện chiến đấu đến chết và tham gia biểu tình ở Kiev. Tuy nhiên, hiện tại các quan chức của Ukraine cũng vạch rõ mối liên hệ không liên quan gì đến Routh cả. Hồ sơ cảnh sát cho thấy Routh từng hàng chục lần chạm trán với lực lượng hành pháp và từng bị bắt khi mà còn sinh sống tại Bắc Carolina với các tội danh như tàng trữ ma túy, lái xe mà không có bằng, điều khiển phương tiện hết hạn đăng kiểm và không có bảo hiểm. Quảng cáo tỷ USD cho bầu cử tổng thống Mỹ liệu có tác dụng gì? Ngân sách dành cho quảng cáo trong bầu cử Mỹ đang trên đà tăng vọt, dù vẫn chưa rõ hiệu quả của những chiến dịch này trong việc tranh thủ sự ủng hộ của cử tri Mỹ. AFP vào ngày 16 tháng 9 tính theo giờ của địa phương đã dẫn tin các hãng phân quảng cáo Media Radar CMAG ước tính có khoảng 1.2 tỷ USD chi cho đường đua vào Nhà Trắng năm 2024 năm nay. Con số chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng cộng là 12 tỷ USD số tiền quảng cáo đổ vào các cuộc bầu cử lưỡng viện, quốc hội và các cuộc đua khác sẽ được quyết định vào ngày 5 tháng 11. Số tiền 12 tỷ USD cũng cao gấp 3 lần so với bầu cử năm 2016, tuy nhiên không phải đợi đến năm nay mà xu hướng tăng chi cho quảng cáo chính trị cũng đã bắt đầu từ lâu. Sự thay đổi lớn nhất diễn ra khi mà ông Barack Obama tranh cử tổng thống năm 2008. AFP dẫn lời ông Mike Franks, giám đốc dự án truyền thông Wesleyan chuyên nghiên cứu về quảng cáo chính trị. Trước năm 2008, các ứng viên tổng thống thường sử dụng quỹ do chính phủ cung cấp và vận hành các chiến dịch tranh cử theo giới hạn chặt chẽ và liên quan đến chi tiêu. Thế nhưng Tổng thống Obama lại khác. Ông nghĩ rằng mình có thể gây quỹ với số tiền cao hơn thế từ Internet mang lại. Internet tạo điều kiện vô cùng dễ dàng cho việc góp tiền ủng hộ các ứng viên chính trị so với 20 hoặc là 30 năm trước, theo giáo sư Peskowitz tại Đại học Emory của Hoa Kỳ chia sẻ. Kế đến thì năm 2010, tối cao pháp viện đã dỡ bỏ những giới hạn chi tiêu của các tổ chức phi đảng phái. Điều này tạo điều kiện cho sự ra đời của những tổ chức có thể gây quỹ lên đến hàng trăm triệu USD cho các ứng viên, từ đó đẩy mạnh hoạt động quảng cáo chính trị. Dù vậy, thì ông Franz vẫn lưu ý rằng các nhà khoa học chính trị luôn tò mò về mức độ ảnh hưởng của hoạt động chi quảng cáo trên. Do các chiến dịch tranh cử ở những bang chiến trường thuộc chiến địa then chốt và diễn ra sức sao, việc đổ tiền vào quảng cáo có lẽ ít nhiều mang đến ảnh hưởng, cũng như không ai thực sự biết đến tầm ảnh hưởng đến mức nào đối với các lá phiếu cử tri, theo ông Franz nhận định. Và tôi cho rằng các đánh cược tốt nhất là chi tiền hết mức có thể, ông Franz cho hay, về kết quả là xảy ra cuộc đua quảng cáo chính trị giữa lưỡng đảng. Và một điều đáng lưu ý là dù ông Obama là người làm nên cuộc cách mạng về gây quỹ qua Internet, các đài truyền hình vẫn thu hút phần lớn tiền quảng cáo, chiếm hơn phân nửa trong số tổng ngân sách chi cho hoạt động này.
Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với 2 dạng, viên tinh chất giá 270 đô, hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô, hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. United Airlines sẽ cung cấp Wi-Fi miễn phí trên máy bay. Truyền thông Mỹ vừa qua đã đưa tin hãng hàng không United Airlines của nước này sẽ được thỏa thuận cùng với công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk để cung cấp dịch vụ Starlink Wi-Fi dựa trên các vệ tinh các chuyến bay trong vài năm tới. Dịch vụ này sẽ miễn phí cho hành khách và cho phép họ được kết nối nhiều thiết bị. United Airlines cũng cho biết là sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ vào năm tới và bắt đầu cung cấp một số dịch vụ trên các chuyến bay vào cuối năm 2025. Từ năm ngoái, thì hãng hàng không Delta của Mỹ cũng đã bắt đầu cung cấp Wi-Fi miễn phí trên chuyến bay bằng cách sử dụng Viasat, đối thủ của Starlink. Còn Hawaiian Airlines cũng thông qua Starlink để cung cấp Internet miễn phí trên các chuyến bay sử dụng dòng máy bay Airbus A321neo giữa Hawaii và lục địa của Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì theo kế hoạch, thì United Airlines sẽ triển khai dịch vụ trên toàn đội, bao gồm 1.000 chiếc. Dịch vụ này sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi hãng vé, chứ không phải là chỉ giới hạn cho một số vé cấp cao, nhiều hãng hàng không đang áp dụng. Nga tuyên bố giành lại thêm 2 khu dân cư ở tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã giành lại 2 ngôi làng tại tỉnh Kursk và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Ukraine trong khu vực. Quân đội Nga cũng đang tiếp tục chiến dịch đánh bại lực lượng đối phương xâm nhập vào tỉnh Kursk và vô hiệu hóa các đơn vị của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16 tháng 9 tính theo giờ của địa phương thông báo cánh quân Bắc tiếp tục tiến công và đã giải phóng khu dân cư tại Bokhi. Lực lượng Nga đẩy lùi 5 đợt tấn công của Ukraine trong 24 giờ và tập kích nhiều vị trí đối phương tại tỉnh Kursk, đồng thời chặn đứng 3 nỗ lực tấn công qua biên giới đối phương. Quân đội Nga cũng đang tiếp tục hoạt động trinh sát và truy quét để mà xác định, tiêu diệt các nhóm thám báo đối phương đang tìm cách tiến sâu vào lãnh thổ của Nga, thông báo có đoạn. Theo Bộ Quốc phòng của Nga, thì lực lượng Ukraine trong 24 giờ đã mất hơn 350 binh sĩ, 2 xe tăng, 11 xe bọc thép và 2 pháo phản lực, trong đó có một tổ hợp M270 MLRS. Cơ quan này cho biết là từ vụ tấn công tỉnh Kursk vào ngày 6 tháng 8 cho đến nay, Ukraine đã mất hơn 13.800 binh sĩ, 115 xe tăng và 7 pháo HIMARS và 6 tổ hợp MLRS cùng với hàng trăm thiết giáp và nhiều phương tiện khác chiến đấu. Ukraine hiện giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin bình luận nào. Tổng thống Zelensky vào ngày 6 tháng 9 tính theo giờ của địa phương đã nói rằng 6.000 quân nhân của Nga đã thiệt mạng hoặc là bị thương do chiến dịch của họ tại tỉnh Kursk. Đầu tháng 9 thì vừa qua, Ukraine tuyên bố kiểm soát khu vực rộng hơn 1.300 km2 với 100 ngôi làng tỉnh Kursk, song nhiều trang Telegram của Nga đã bác bỏ thông tin này. Quân đội của Nga tuần trước mở chiến dịch phản công tại tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng của Nga vào ngày 12 tháng 9 thông báo lực lượng nước này đã giành lại 10 khu dân cư mà Ukraine chiếm đóng. Trong khi đó, lực lượng của Nga tiếp tục tiến công dữ dội vào khu vực vùng Donbass, đặc biệt trên mặt trận thành trì Porozhsk thuộc tỉnh Donetsk. Và hiện giờ thì Bokros là trung tâm đường sắt, đường bộ và hậu cần quan trọng của Ukraine tại khu vực. Nếu giành được khu vực này thì lực lượng của Nga sẽ đạt tiến bước quan trọng trong việc kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 13 tháng 9 tính theo giờ của địa phương tuyên bố chiến dịch ở tỉnh Kursk đã làm chậm đà tiến bước của lực lượng Nga tại vùng Donbass. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định chiến dịch này đã làm suy yếu tuyến phòng thủ của Ukraine tại vùng Donbass.
Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm Gunsum có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi International Home Shopping 1888 688 2999.